bạn, mình là Mấy Câu Chuyện đây. Đố các bạn là hôm nay mình sẽ quay series gì nè? Yeah boy. Cái series hôm nay rất là đặc biệt luôn, là mình sẽ không dừng lại cái chỗ là thử thách mặc đồ giống người lạ nữa, mà mình sẽ vừa thử thách mặc đồ giống người lạ nè và vừa bắt chước hành động của người lạ luôn nha. Ví dụ như là mình đến cái nơi đó mà cái bạn đầu tiên mà mình gặp á đang câu cá hoặc là đang ăn cái món gì nè, là mình sẽ phải bắt chước làm theo cái hành động đó nha mọi người. Ok, bây giờ thử thách của mình đã nâng lên một level mới rồi. Và trước khi bắt đầu video á thì các bạn hãy đoán xem là mình có thực hiện thành công thử thách này không nha. Nếu mà các bạn đã có thì các bạn hãy nhấn đăng ký video và cho mình một like. Còn nếu mà các bạn nói mình không thành công á thì hãy comment ở bên dưới nha. Ok, bây giờ thì bắt đầu thế nào? Rồi, mình thấy là cái bạn đầu tiên mà mình gặp là bạn Ngọc Canh Sam Sim nè mọi người. Rồi bây giờ thì mình sẽ cosplay giống bạn này nha. Để xem là bạn này mặc trang phục gì đây. Wow, trang phục của bạn ấy là một trang phục trong cái hộp pin lớp á mọi người. Cũng may là cái bộ trang phục này là mình có nha, không thôi là tiêu đời rồi. Bộ của bạn này rất là đơn giản luôn, bây giờ thì mình sẽ cosplay nha. Bạn ấy mang một cái đôi giày màu hồng nè. Đây, và một cái ba lô pin lớp luôn nha. Một chiếc tai nghe màu hồng nữa. Đổi khuôn mặt nữa nè. Đây, như vậy là xong rồi nha. Này, mình đã xong rồi, còn bạn ấy đâu ta? Bây giờ thì mình xin tìm bạn ấy nha. Hồi nãy là mình thấy bạn ấy cầm cái vợt thì phải. Đúng rồi, hình như là bạn ấy đang đi bắt bỏ mọi người. Xem coi bạn ấy còn ở trong trong plaza không nha. Ê, tìm hơi khó nha mọi người ơi. Đây, tôi thấy rồi. Nè, bạn đang cầm một cây vật màu xanh dương. Cây vật đó mình không khó không ta? Cái này đúng không? Ê, đó, các bạn thấy y chang chưa nè? Nó ở cái tầm chắc. Ủa alo, bạn này chắc đang rất là bất ngờ đây. Tự nhiên đâu ra y chang mình vậy? Đó. Rồi bây giờ tôi sẽ đi bắt bỏ cho bạn đó nha. Đây, cái này giống như là hai ý tưởng lớn gặp nhau á mọi người. Bạn này kiểu như là đang rất là bất ngờ luôn. Nè, không nói nên lời luôn nè. Tôi là chị em xinh đôi các bạn nè. Đó. Ê, mình kiểu mình đúng ngay luôn á mọi người. Bạn này thì bất ngờ, còn mình thì ngay á. Ê, bạn chào mình kìa. Để xem là bạn sẽ nói cái gì nha. Trời ơi, tôi đúng kiểu đúng ngay luôn á, tôi ngay lắm. Mình sẽ bắt cái con này nha. Đây. Từ từ thôi. Ê, trời ơi. Này, bố mình nhịn được lâu lắm rồi đi nhá. Ok, vậy là bạn đầu tiên thì mình đã có lấy trang phục và có lấy hành động thành công rồi. Bây giờ thì sẽ tới bạn thứ hai nha. Ok, và nơi tiếp theo mình đến thì mình nghĩ là mình sẽ đến khu nghỉ dưỡng nha mọi người. Mình sẽ coi là có ai đang câu cá không nè. Ok mọi người, thì các bạn này là bạn đầu tiên mà mình thấy khi mà mình đi ra cái biển sâu này nè. Bây giờ thì mình sẽ xem trang phục của bạn ấy và cosplay nha. Rồi, ủa, bạn này mặc trang phục siêu đơn giản luôn á. Rồi, bây giờ thì mình sẽ cosplay bạn này nha, cũng đơn giản quá nè. Nam á mà mình không có, nên là mình sẽ đi mua nha. Là tóc này nè, finger cam nè. Ok, và bạn ấy dùng mắt màu nâu của Nam nữa. Bây giờ thì mình sẽ mua luôn nha. Đó, mình sẽ bỏ hết trang phục ra luôn, vì là bạn ấy mặc đồ rất là bình thường á mọi người. Cái đôi dép là dép Luffy màu đen nè. Và cái tướng người cũng nhỏ con luôn nha. Rồi, à, mình bắt chước á thì mình sẽ phải bắt chước full luôn, nên là mình sẽ dùng cái thuyền màu hồng mà bé đang sử dụng nè. Đâu rồi ta? Đây. Nha, thuyền hồng nha. Và một cây cần câu màu vàng. Cây cần câu vàng. Đó. Ok. Để xem là bạn sẽ phản ứng như thế nào nha. À, bạn đang dùng cái bánh Kiss Me. Đâu rồi ta? Cái bánh kẹo lại tình nhân á mọi người. Đó, cũng may là mình có nè. Ủa? À, mình là loại khác. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Để coi là bạn có bất ngờ không nha mọi người. Đó, các bạn có thấy là mình với bạn này y chang nhau không? Trời ơi, thả tim cho mình nữa này, chắc là đang check cái thông tin của mình á. Kiểu như là anh em sinh đôi á, bạn này đang kiểu như là ủa gì vậy? Ở đâu ra mà anh em sinh đôi của mình vậy? Cậu là anh em sinh đôi với tôi á. Đúng. Nói chung là mình với bạn này chỉ khác mỗi cái tên thôi á, cho nên là nếu mà các bạn thấy mình với bạn này ngoại hình mà giống nhau 100% thì hãy cho mình một like và một comment nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ok, cuối cùng thì mình sẽ đến thành phố mới nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ đứng ở trước rạp chiếu phim xem là có bạn nào ở đó không nè.
Mình không thấy rồi. Vậy thì mình sẽ vào rạp luôn nha mọi người. Ủa sao hôm nay rạp vắng quá vậy? Mình không thấy ai luôn á. Chắc tại giờ đang là 12 giờ đêm, ai đâu chơi. What the hell? Ok, bây giờ thì sẽ quay trở lại Plaza nha. Và mình sẽ vào trường học nè. Đây là trời sáng cho nên là chắc là mọi người đang đi học hết trơn rồi á. Rồi. Bạn đầu tiên mà mình bước vào thì mình gặp phải là bạn này nè mọi người ơi. Bạn này đây là hiệu trưởng của trường luôn nha. Đó. Ok, bây giờ thì mình sẽ mặc đồ giống bạn này nha. Siêu đơn giản luôn. Đó. Và một cái áo được tặng miễn phí. Này. Một màu da trắng nha. Và bỏ dép ra luôn nè. À, mình quên cái mầm nữa. Ủa không lẽ? Này này này, tưởng đâu mình tái chế rồi chứ. Đó. Các bạn có thấy hai đứa mình giống nhau không? Bây giờ thì mình sẽ học luôn nha. Trời ơi, mới vô hết tiết rồi. Mà hình như khác một cái là bạn này là hiệu trưởng, còn mình chỉ là học sinh thôi. Ê, hết tiết rồi sao đứng nhảy hoài vậy? Mình cũng nhảy cho giống luôn nha. Ê, quay học toán bạn ơi. May quá. Để xem nữa là một xíu nữa bạn có qua không nha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ học toán nha. Toán cao cấp này thì cũng rất là đơn giản luôn. Hầu như là ai cũng có thể làm được hết trơn á. Tại vì không có cần phải tính toán hay là cái gì hết trơn á. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Kỷ lục của các bạn là bao nhiêu? Dạ các bạn nhớ comment cho mình biết nha. Ê, 50, 52, 53, 55. Trời ơi. Ngu rút. May quá bạn này cũng qua học với mình luôn nè mọi người ơi. Tụi nó là bạn treo rồi đó. Rồi nha, mình hạng 1 thì để xem là bạn hạng mấy nè. Bạn này là hạng hạng bao nhiêu mình cũng không biết nữa. Ok. Và nếu mà các bạn muốn mình làm tiếp phần 2 á thì hãy ủng hộ mình ở phần 1 bằng cách là nhấn like, đăng ký và comment ở dưới video này nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.